Vì sao ghế của Tô Đại rung lắc mạnh liên quan gì tới Bộ Quốc phòng? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang vào tình thế thập diện mai phục. Đó là điều khẳng định của giới phân tích. Đồng thời không quá sớm để có thể khẳng định cuộc đảo chính không tiếng súng của Tô Lâm sẽ phải sớm chấm dứt. Tương lai và số phận chính trị của ông Tô Lâm về cơ bản sẽ được quyết định sau kỳ họp thường niên lần thứ 7 của Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5. Bởi kỳ họp này có một nội dung quan trọng là bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Trước kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Trung ương 9 của Đảng sẽ khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5 cũng để thông qua phương án nhân sự cấp cao theo nguyên tắc Đảng cử Quốc hội bầu. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay với giới hạn tuổi không được quá 65 khi tham gia Bộ Chính trị, nên muốn giành được trường hợp ngoại lệ thì bắt buộc Tô Lâm phải lọt vào tứ trụ để được ở lại cuộc đua vào vị trí Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Tuy nhiên, trong những ngày này, mạng xã hội đã loan truyền hàng loạt tin xấu, thậm chí là rất xấu, có thể ảnh hưởng tới tương lai chính trị của ông Tô Lâm. Trước hết, vào sáng ngày 12 tháng 5, xuất hiện tin Trung tướng Đỗ Văn Hoành, nguyên Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01, Bộ Công an đã bị bắt giam vì nhận 5 triệu đô la tiền hối lộ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà trùm Trương Mỹ Lan. Ông Hoành bị cho là đã về hưu từ đầu tháng 2 năm 2024, nhưng cách đây hơn 2 tháng, tờ Thời báo.de đã đưa tin ông đang bị điều tra. Đến nay, nguồn tin mới xác nhận ông Hoành đang bị tạm giam tại trại giam B14 của Bộ Công an. Tại sao lại thực hiện lệnh khởi tố bắt giam tướng Hoành tại thời điểm nhạy cảm này? Đây là điều một công luận thắc mắc. Chưa hết, thông tin Giám đốc Công an Lạng Sơn đã bị bắt trọn ổ với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Theo đó, một nguồn tin nội bộ từ Hà Nội đã tiết lộ với Thời báo.de như sau. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã bị bắt hết, từ Giám đốc đến các Phó Giám đốc và trưởng phòng, với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, nhưng khi công bố sẽ nói là can tội buôn lậu. Theo giới quan sát, dưới thời của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, việc sắp xếp bố trí nhân sự lãnh đạo trong ngành công an từ cấp giám đốc, cục trưởng hoặc tương đương đều do Tô Lâm quyết định. Do đó, nếu để xảy ra việc Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn toàn bộ bị bắt vì làm gián điệp cho Trung Quốc, thì Tô Lâm cũng phải chịu trách nhiệm trong cương vị người đứng đầu một hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đã loan truyền các tài liệu tiết lộ những bí mật động trời ở công ty cổ phần Xuân Cầu Holding, một tập đoàn thuộc sở hữu của nhà họ Tô ở Hưng Yên, là sân sau của Tô Bộ trưởng. Nghiêm trọng hơn, bài báo Tập đoàn Xuân Cầu và các đại dự án hàng chục ngàn tỷ của nhà báo Hồng Ngọc đăng trên báo Tiếng Dân mới đây đã tiết lộ như sau. Hiện Cityland là một sân sau của cố đại tướng Phùng Quang Thanh, đang là chủ dự án Cityland Luxus Mễ Trì với tổng số vốn đầu tư là 1.750 tỷ đồng trên lô đất 6 ha tại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nguồn gốc đất đến từ dự án của VOV và thu hồi của dân đền bù với giá rẻ mạt, gây khiếu kiện kéo dài. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, ông Đỗ Tiến Sĩ là Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Ông Sĩ là đồng hương Nhãn Lồng, một nhân vật được cho là đàn em thân cận của Bộ trưởng Bộ Công an. Việc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV để cho một tập đoàn sân sau của tướng Phùng Quang Thanh, một lãnh đạo đầy tai tiếng kinh doanh bất động sản trên đất của Đài Tiếng nói Việt Nam, là một điều hết sức bất thường và nghiêm trọng. Chắc chắn việc này có liên quan đến Tô Lâm. Tác giả Hồng Ngọc cũng cho biết, mới đây vào hôm 2 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bồi cho liên doanh giữa công ty cổ phần Xuân Cầu Holding với công ty đầu tư địa ốc Cityland. Diện tích phê duyệt là 60,3 ha, tổng vốn là 5.500 tỷ đồng, trong đó Xuân Cầu góp 85%, Cityland góp 15%. Nghĩa là công ty của gia đình họ Tô đã liên doanh với công ty Cityland, vốn là sân sau của một tướng quân đội. Trong liên doanh này, vốn góp của nhà họ Tô hoàn toàn áp đảo lên tới 85%. Tổng Trọng và Đại tướng Phan Văn Giang. Công luận nhận xét, từ đầu cuộc chiến phe phái đến nay, quân đội đứng ngoài mọi tranh chấp. Nhưng nay có dấu hiệu họ đã bắt đầu vào cuộc hoặc bị kéo vào cuộc, và Bộ Quốc phòng sẽ lật lại hồ sơ đối với ông Tô Lâm. Không hiểu hàng loạt thông tin vừa kể trên liệu có phải là những bí mật do bên quân đội tung ra hay không. Xin nhắc lại, nếu Bộ Chính trị đồng thuận ra một nghị quyết giao cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng kết hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương điều tra về Tô Lâm, thì số phận của ông sẽ được định đoạt ngay lập tức. Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao ghế của Tô Lâm đang rung lắc mạnh, liên quan gì tới Bộ Quốc phòng. Bà Trương Thị Mai sẽ rút khỏi cuộc đua vì vụ Đại Ninh, chuyện giấu đầu hở đuôi. Câu thành ngữ cái kim trong bọc lâu rồi cũng lòi ra là lời răn dạy của cha ông người Việt, khuyên con cháu đừng nên nói dối vì sự dối trá không thể chiến thắng được sự thật. Những ngày gần đây thì truyền thông nhà nước và truyền thông quốc tế rất quan tâm tới bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư, kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, một nữ chính khách được đánh giá cao trong số những lãnh đạo còn lại của Bộ Chính trị. Bà Trương Thị Mai và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài bình luận của giáo sư Abuza từ Hoa Kỳ với tựa đề "Cuộc chiến vào ngôi vị lãnh đạo Việt Nam nóng lên, hàng loạt các vụ cách chức làm giảm số lượng đối thủ", trong đó đã đánh giá bà Mai là người có năng lực và kinh nghiệm. Theo đó, bà Trương Thị Mai là lãnh đạo 66 tuổi, được cho là có năng lực kinh nghiệm sâu rộng nhất trong số 3 ứng viên còn lại trong chức Tổng Bí thư. Bản tin BBC Việt ngữ trong bài "Lòng tham không đáy" đã nhắc lại một số phát biểu của bà Mai cách đây không lâu. Theo đó, tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính của Đảng, công tác chống tham nhũng tiêu cực vào năm 2023, phương hướng nhiệm vụ vào năm 2024 diễn ra vào hồi ngày 10 tháng 1, bà Mai đã phát biểu như sau: tại sao vẫn còn cán bộ vi phạm? Cán bộ chưa biết sợ hay là lòng tham không đáy nên vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Vụ việc nào cơ bản cũng đều có sự móc nối giữa cán bộ nhà nước với thành phần thoái hóa biến chất ở bên ngoài xã hội, làm thiệt hại thất thoát lớn tài sản của nhà nước và nhân dân. Phát biểu này của bà Mai công luận đánh giá cũng chẳng khác gì phát biểu của chính khách khác, kể cả những nhân vật thuộc hàng các ngôi sao đang lên và đang ngã ngựa như ông Minh, Đam, Phúc, Thường, Huệ. Nghĩa là lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì đều nói rất hay, nhưng hành động của họ không giống như lời họ nói. Một bình luận trên tờ báo Tiếng Dân mới đây với tiêu đề "Tình hình chính trường trong những ngày sắp tới", tác giả bài viết cho biết chỉ còn 4 ngày nữa triều đình họp nhưng việc chia ghế vẫn chưa ngã ngũ. Bộ trưởng Phan Văn Giang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết trên còn tiết lộ, chị Mai muốn làm người tử tế nhưng thiên triều muốn chị ngồi vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, nếu chị Mai cương quyết về vườn thì chị cứ về, anh Mẫn sẽ nhận cái ghế này. Điều này cũng tương tự như những phân tích và dự báo của Thời báo.d lâu nay là kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 sẽ bầu 2 chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội còn bị bỏ trống. Các đồn đoán trong dư luận xã hội cho rằng bà Mai sẽ ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, còn Bộ trưởng Tô Lâm thì bị ép ngồi ghế Chủ tịch nước. Dẫu rằng ông ta hoàn toàn không muốn, tuy nhiên bà Mai đã tuyên bố không nhận chức Chủ tịch Quốc hội, thậm chí xin nghỉ luôn nếu bị ép. Đây cũng là lý do vì sao tin tức về vị bê bối tại dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng lại nổi lên vào lúc này. Giới thạo tin bật mí, bà Mai sợ ông Tô Lâm phật ý và nổi sung như đã từng làm với ông Vương Đình Huệ. Trong trường hợp bà Trương Thị Mai vẫn dứt khoát bảo lưu ý kiến, không nhận ghế Chủ tịch Quốc hội, nếu bị ép thì xin nghỉ ngay lập tức. Lúc đó khả năng cao là ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Phải chăng đó là lý do vì sao đài BBC đã nhắc lại phát biểu của bà Trương Thị Mai trong bài viết "Lòng tham không đáy"? Theo đó, bà Mai nói rằng vụ việc nào cơ bản cũng đều có sự móc nối giữa cán bộ nhà nước với thành phần thoái hóa biến chất ở bên ngoài xã hội, làm thiệt hại thất thoát lớn tài sản của nhà nước, nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, một người có tham vọng cực lớn nhưng có thể sẽ vỡ mộng. Câu ca dao Việt Nam nói rằng chân mình thì lấm mê mê, cứ cầm bó đuốc mà dê chân người. Chỉ trích những người bản thân thì đầy dẫy hói thói hư tật xấu mà không nhận ra đã đi soi mói bới móc người khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thường xuyên sử dụng câu này để răn dạy cán bộ lãnh đạo của Đảng. Có lẽ trong đó có cả bà Trương Thị Mai. Cũng xin nhắc lại, giới thạo tin cho rằng bà Trương Thị Mai đã dùng cương vị lãnh đạo cấp cao của mình để nhiều lần thúc ép đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Trí và bà trùm Trương Mỹ Lan, kể cả những cáo buộc bà Mai được Ban Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận biếu một căn biệt thự khủng ở Sài Gòn bằng tiền tham nhũng. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Trương Thị Mai sẽ rút khỏi cuộc đua vì vụ Đại Ninh, chuyện giấu đầu hở đuôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de